Thạc sĩ kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long, tốt nghiệp khoa kiến trúc Đại học Bách khoa Quốc gia Belarus của châu Âu. Anh là người tiên phong dùng tâm can để tạo nên những mô hình nghệ thuật độc đáo, được trưng bày tại nhiều bảo tàng nổi tiếng trên thế giới. Trong đó, nhiều tác phẩm tâm can được mô phỏng lại từ những kiến trúc nổi tiếng, danh lam thắng cảnh gắn với văn hóa lịch sử của Việt Nam. Mỗi tác phẩm tâm can đầy tính nghệ thuật độc đáo của kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long chứa đựng tất cả tâm huyết, hạnh phúc của anh dành cho nghệ thuật bồ ạt. Là loại nghệ thuật mới mẻ, độc đáo kết hợp giữa kỹ thuật thời đại 4.0 và vật liệu tre thân thiện môi trường. Câu chuyện tìm ra được lối đi mới trong nghề cũng như kỳ vọng đem tới những giá trị thiết thực cho cộng đồng của kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long đã và đang hướng đến chắc chắn sẽ khai mở ra những điều thú vị cho người muốn tìm hiểu. Các Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và những hình ảnh vừa rồi đó chính là vị khách mời đặc biệt của chúng ta, và chúng ta sẽ được trò chuyện. Chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều thú vị mà chúng ta sẽ khám phá trong câu chuyện lần này. Dạ, xin chào anh Long ạ. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Thật sự là Tường thấy rằng là cái kiến trúc sư, cái thiết kế cho những cái dự án nó lớn. Còn cái đam mê của anh Long là những cái gì nó cũng là những cái thiết kế đó nhưng mà nó thu nhỏ. Đúng rồi. À, thì nó cũng là một cái đầu óc sáng tạo về thiết kế, nhưng mà tuy nhiên nó cũng vẫn là hai công việc khác nhau. Thì không biết vì sao mà mình lại có cái niềm đam mê với việc là mình thiết kế, mình sáng tạo ra những cái mô hình tỷ lệ như vậy ạ? Cái dân kiến trúc á, thì thường thường rất là hay, thường xuyên phải làm những cái mô hình. Từ lúc đi học cho tới lúc đi làm thì mình phải tạo ra những cái mô hình để mình có thể mình đặt tả cho khách hàng người ta xem, đặt tả cho thầy giáo xem, đặt tả cho đúng với lại cái đề bài. Trong cái quá trình mà mình tìm hiểu, tìm tòi thì nó có nhiều cái yêu cầu rất là đặc biệt mà mình phải làm ra. Nên là từ đó mình mới phát hiện ra là một cái loại hình nghệ thuật mới cùng với lại những cái vật liệu hết sức là đặc biệt là như vậy. Tại sao lại chọn là cái tâm can? Là lúc đấy mình đang làm một cái mô hình nội thất mà mình đang muốn ở trong đấy là có một người đàn ông, người ta phải cầm một cái lồng chim ở trên tay. Mà cái tỷ lệ là 1/6, thì tức là nhỏ hơn 6 lần so với người thật của mình. Tức là nếu mà mình cao 1 thước 8 thì mô hình nó sẽ khoảng 30 phần. Đúng không chị? Đấy, cái mô hình người 30 cm thì cái lồng chim thì nó khoảng cỡ này. Nó nhỏ nhỏ thì cái vấn đề ở đây là cái lồng chim không thể kiếm được ở đâu được. Mình phải tìm cách mình làm ra nó. Và làm ra nó thì cái vật liệu gì? Vật liệu gì để làm ra được nó? Cái đó là một cái vấn đề khá là lớn khi mình đã tìm hiểu rất là nhiều các cái vật liệu. Ví dụ như là cam xe. Cái cam xe đạp á, mình cũng đã thử. Nó dài, nó nhỏ nhưng nó chưa nhỏ được tới cái mức mình cần. Cái chân ngang nó nhỏ nhưng nó không đẹp. Nó không tròn. Đó, rồi những cái cây cá viên tiên á, mọi người hay ăn á, cũng có tìm hiểu nhưng mà nó lại quá lớn. Những cây, thậm chí có một cái rất là thú vị, nó là cái dây đàn. Dây đàn thì nó đâu có đứng. Thì không thành vấn đề. Cái quan trọng ở đây là mình chọn được cái mà nó đúng với cái yêu cầu về thẩm mỹ. Cái dây đàn nó gần nhất. Nhưng mà dây đàn nó lại có một cái nhược điểm á, là cái màu nó không đẹp. Lúc tình cờ vật lộn với lại cái đống đó thì tình cờ mình cầm được cái cây tăm đấy. Cái cây tăm đó tính là cái cây tăm giang. Mình cảm ô cái cây này sao lại nó lại đẹp như thế này, nó tròn, nó bóng mà nó lại bằng tre. Giang thực ra là một cây họ tre. Cái vật liệu được quá phù hợp, quá đẹp. Thân thiện với môi trường. Thân thiện, đúng rồi. Và nó là vật liệu truyền thống của Việt Nam mình nữa. Nên ra mình mới dùng cái đấy, mình làm ra cái lồng chim. Cái nghệ thuật này nó có gì đặc biệt? Nó là một cái sự kết hợp mà trước giờ không có này. Nó là sự kết hợp của truyền thống và hiện đại. Truyền thống ở đây á, nó chính là cái vật liệu truyền thống, là vật liệu tre. Vật liệu tre thì người ta làm rất là nhiều thứ rồi. Làm nhà, làm ván sàn, làm đồ trang trí, làm giỏ sách, làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà để làm ra một cái tác phẩm nghệ thuật từ tre thì không có nhiều. Cái thứ nhì là acrylic. Acrylic ở đây là một cái vật liệu hiện đại. Nó chính là mica của mình đó. Nó là vật liệu hiện đại và nó sử dụng công nghệ cao để nó chế tác ra những cái tấm acrylic đấy. Thì đây, đó là sự kết hợp giữa vật liệu truyền thống, vật liệu hiện đại, thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại. Đó.
cái đặc sắc ở đây nó là như vậy. Thực hiện được một cái mô hình tâm gian nghệ thuật như thế này thì chắc chắn là nó sẽ mỗi cái mô hình, mỗi cái kích thước nó sẽ là mỗi khác nhau, cho nên cái thời gian để mình sáng tạo ra nó sẽ khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên là Tường muốn anh Long chia sẻ cho khán giả biết là cái quy trình từng bước nó sẽ có những cái bước như thế nào để ra được một cái mô hình như thế này. Đầu tiên mình phải lấy ý tưởng. Ý tưởng là mình làm cái gì. Khi mình đã định hình được ý tưởng rồi thì mình sẽ tìm hiểu về cái đó. Ví dụ như là mình làm cái chùa một cột đi. Mỗi một cái công trình mình làm á, nó đều có một cái câu chuyện kèm theo nó. Tại sao mình lại làm công trình đó? Chùa một cột chính là cái công trình lớn đầu tiên mà mình làm ra. Có một hôm thì cả nhà ngồi xem tivi thôi, thời sự thì có chiếu về cái chùa một cột. Lúc đó là chùa một cột bị xuống cấp, bị dột, rồi bị nói chung là hư hỏng khá là nặng. Thì mẹ mới nói là ôi con ơi, cái chùa một cột nó bị xuống cấp nặng quá rồi. Tại vì mẹ thì gái Hà Nội mà, nên ra bà rất là yêu Hà Nội. Nghe đó tự nhiên mình lóe lên một cái ý tưởng, ồ hay là bây giờ mình làm thử cái chùa một cột xem sao. Mô phỏng theo cái mình nhìn hay là mình phải theo cái thông số mà thật sự nó có sẵn. Mình phải tìm hiểu thông số của nó. Đó. Thì cái thông số này mình tìm ở đâu? Mình sẽ tìm ở trên mạng. Có một cái công cụ nó gọi là Google Earth, nó giống như Google Maps thôi, nhưng mà tại vì nó cho mình xem từ trên xuống cái hình chiếu rất là chính xác, để ra mình có thể mình đo được. Từ cái đo đó mình mới lấy những cái hình ảnh của du khách ở trên internet, mình vẽ xuống, đưa về những cái detail nhỏ và mình truyền tải thành cái bản vẽ của mình. Sau công đoạn thiết kế xong thì tới công đoạn cắt các tấm acrylic ấy, nó đóng cái vai trò điều hướng cho những cái cây tam giang. Nó sẽ chặn cho cây tam giang xuyên qua cho thật là đều nhau. Đó là như vậy. Thì cắt cái acrylic đấy là công đoạn tiếp theo. Sau đó là bắt đầu công đoạn định vị và công trình. Cái thẩm mỹ nó nằm ở cái công đoạn đó. Nó quyết định cái đẹp của công trình hay không là cái công đoạn đó. Sau cái công đoạn định vị thì bắt đầu tới cái công đoạn xỏ tất cả những cái cây đó vào. Cái công đoạn đó là cái công đoạn nhàm chán nhất, mất thời gian nhất và vất vả nhất. Tại vì ví dụ như cái chùa một cột nó tới hơn 100.000 cây tâm thì mình sợ 6 tháng. Cái gì? Làm 6 tháng để ra được cái công trình chùa một cột. Wow. Đây. Để 6 tháng. Yeah, mình tưởng đâu xỏ tâm thì nó nhanh hơn chứ. Đây. Cái chùa một cột. Dạ. Yeah. Đó. Chị cũng đã thấy đúng không? Đó. Thì cái chùa một cột này thực ra nó rất là lớn đó. Nó 1/8, nó to lắm. Đó, thì làm hết 6 tháng trời, kể cả cái bờ hồ ở bên dưới rồi các thứ. Nhưng mà cái xỏ tâm á, là nó mất thời gian thôi, nhưng mà nó có khó không hay là nó đơn giản? Khó. Nó cái khó câu là chuyện khó, đấy thì cái định vị đầu tiên đúng nó rồi. Mới là khó. Sẽ kể cho chị cái câu chuyện tiếp theo của cái xỏ đấy. Cái công đoạn đó là công đoạn lâu nhất, thì đó, nó mất thời gian nhất, nhưng mà nó lại dễ làm nhất. Đó là như vậy. Xong cuối cùng là mình bắt đầu mình hoàn thiện nó, mình cắt hoàn thiện rồi mình phủ những cái lớp bảo vệ rồi các thứ lên thì tác phẩm chính thức hoàn thành. Ô, có bao giờ mình làm xong rồi mà mình là cảm thấy nó không ưng ý giống như là cái tưởng tượng của mình lúc đầu không? Thường xuyên chị, nó không có ai làm trước đây cả. Tại vì mình là người duy nhất trên thế giới luôn. Sở dĩ mình biết được cái điều này tại vì bảo tàng người ta đánh giá như vậy. Một cái bảo tàng ở Mỹ, họ đánh giá cái loại hình nghệ thuật này là duy nhất rồi, chúng ta chưa thấy bao giờ cả. Đấy là như vậy, nên ra mình không có một cái gì để mình tham khảo hết, toàn bộ là do cái trí tưởng tượng với lại cái thực hành của mình nó mà ra thôi. Nên ra có những cái công trình mình làm đi làm lại 3-4 lần. Có làm ra mà không được thì mình hủy. Mình bỏ luôn, bẻ nó đi. Đơn giản nhất thôi, một cái công trình rất là gần gũi với chúng ta, đó là chợ Bến Thành. Tôi đã làm tới lần thứ 3 rồi. Chưa vừa lấy, chưa ý. Mặc dù chợ Bến Thành rất là đơn giản, rất dễ. Tại sao? Hay là mình càng ngày mình cái yêu cầu mình nó càng khó hơn, mình càng cao hơn? Không, chắc không đâu. Nhưng mà mình cảm giác là mình chưa cảm thấy được cái mức độ thẩm mỹ nó đạt, nên đang mình bỏ. Khi mình làm xong một cái tác phẩm như vậy, ví dụ như là chùa một cột chẳng hạn, thì cái độ bền của cái sản phẩm đó là bao lâu? Cái này là mình sáng tác ra, mình sáng tạo ra cái loại hình này, nên cũng không có cái tiền lệ để mình tham khảo. Nên ra mình chỉ cứ biết xem là biết đo từ cái đầu tiên của mình cho tới thời điểm bây giờ là nó có bị gì không thôi. Chứ mình đâu có nói xa hơn được. Đúng không? Thì cho tới bây giờ thì cũng được khoảng 10 năm. Tác phẩm chùa một cột là tác phẩm đầu tiên hả? Tác phẩm lớn đầu tiên. Tác phẩm lớn đầu tiên.
Nó được cái kỷ lục Việt Nam vào năm 2016 đó. 2016. Thì tới bây giờ cũng 6 năm rồi, còn nguyên. Thì nó vẫn có bảo trì, bảo dưỡng gì không? Nó chỉ bị bụi thôi. À ok. Mình quét bụi là xong. Rất là tuyệt vời. Vậy là mình phải để xem còn tới bao nhiêu lâu nữa thì mình cũng chưa biết đúng không? Chính xác là như vậy. Chứ mình cũng không dám nói là ồ cái này chắc được 20-30 năm. Thì nói vậy ai chả nói được. Cái tác động mạnh quá, vật lý thì chịu. Cho đó là thôi thua. Ví dụ như là đơn giản thôi, mình đi triển lãm ấy, mọi người cầm sờ sờ bẻ cái gãy thì cái đó thì chịu rồi. Đấy, còn bình thường mà cái bản thân cái tâm mà để cho nó hư á, tại vì trong quá trình làm á là đã có tẩm hấp xử lý sẽ làm xong rồi còn phủ bảo vệ các thứ. Thế nên mình nghĩ chắc cũng bền. Cũng lâu ạ. Cũng bền. À rồi, à, ở Việt Nam mình thì rất là nhiều danh lam thắng cảnh, không biết là anh Long đã chọn những cái địa điểm nào để mà mình thực hiện chưa và tại sao mình lại chọn những cái nơi đó? Một cái dự án ở trong đầu thôi, mình nghĩ nó là một cái dự án tái hiện lại di sản của Việt Nam bằng cái nghệ thuật bò ạc này. Cái đó mình nảy ra khi mà cái tác phẩm cái nhà quốc hội Mỹ mình làm và được bảo tàng người ta mua lại và người ta đang trưng bày ở bảo tàng Mỹ để cho du khách tới người ta xem, sử dụng một cái loại hình nghệ thuật của Việt Nam, vật liệu truyền thống Việt Nam, làm một cái tác phẩm của Mỹ và đặt tại bảo tàng Mỹ cho du khách tới xem. Thấy nó hơi ngược ngược đúng không? Nó hơi kỳ kỳ. Thế thì tại sao mình không làm những cái danh lam của mình đặt tại nước mình cho người ta tới cho xem. Người ta tới xem. Thay vì người ta phải tới bảo tàng Mỹ người ta xem thì người ta có thể tới Việt Nam người ta xem cũng được mà. Một cái ước mơ là mình có thể tái hiện lại các cái di sản của Việt Nam mình. Tại vì Việt Nam mình nó khá là nhiều di sản đẹp. Chùa Đồng Yên Tử này, đúng không? Tháp Rùa này, cầu Long Biên này, cầu Thê Húc này, rồi vô trong miền Trung, ôi cực kỳ nhiều ngõ Môn Huế, rồi nhiều thứ lắm. Và cái mình mong muốn đó là cái gì? Khi mình làm cái đó đó, tạo điều kiện cho các bé, các em học sinh, các cậu, cô cậu học ở đại học cùng tham gia để làm cái gì? Hiểu thêm về những nét đẹp văn chính hóa, về vậy. Địa đó. Lý, cái... về danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Đúng rồi. Tham gia vào cái công trình này thì nó phải biết là ô, mình đang làm cái gì chứ? At least là họ phải biết là tôi đang làm cái gì. Thì ví dụ như là nó đang biết là tụi con đang làm chùa Đồng Yên Tử đi. Thì tụi con có biết chùa Đồng Yên Tử là thời vua gì là tạo ra không? Tạo được cái cảm hứng về lịch sử là mình đã thành công rồi. Hay á, cái này chưa có ai làm, mình không phải bắt chước ai cả. Cách tiếp cận làm sao mà các giới trẻ người ta thích thì người ta tiếp thu rất là nhanh. Và cái lịch sử cũng như bề dày văn hóa lịch sử của mình không thua bất kỳ một chính đất nước nào. Là như vậy. Rất hay quá, hay quá. Thôi là tiếp tục chờ nha. Đã sẵn như vậy thì thường sẽ hỏi luôn là cái bộ môn nghệ thuật này là mình đã đem đi, giống như anh Lâm chia sẻ là đem đi ra nước ngoài. Cái phản ứng của du khách ở đây như thế nào khi thấy những cái tác phẩm của mình? Một câu hỏi hay. Phản ứng của du khách nó rất là, nó làm cho mình rất là sung sướng. Thực ra là họ wow. Người ta thốt ra khi người ta nhìn những cái tác phẩm của mình. Mình có lần đi triển lãm ở Anh, ở London. Mình mới đem cái tác phẩm Big Ben, cái tháp Big Ben chính của London luôn, tới London. Du khách người ta tới, người ta wow, ta thích quá, thích. Tại vì mà đặc biệt nhất đó là cái lúc đó Big Ben người ta nó đang block lại, nó đang cover lại để nó sửa. Người ta tới, người ta đứng rất là lâu, người ta trao đổi với mình và người ta nói chuyện rất là nhiều về cái tháp Big Ben này. Làm sao mà nó đúng ra vậy, làm rồi. Sao như vậy? Mình cảm thấy rất là sung sướng khi mà người ta đón nhận cái một cái môn nghệ thuật mà thực ra là mình rất là hoài nghi lúc mình làm ra đó. Tất nhiên mình làm ra cái gì mình cũng thấy đẹp hết trơn á. Tác phẩm đầu tiên mình thấy tuyệt vời. Bây giờ nhìn lại trời ơi thấy ghê. Mình làm cái gì ra mình cũng cảm thấy nó đẹp cả. Nhưng mình không biết là thực sự nó có đẹp thật hay không. Những người quen của mình thì ai cũng khen, không lẽ chê. Đôi lúc người ta thương mình, người ta nể mình. Thì đó, khi đem đi nước ngoài đó, cái phản ứng đó là cái phản ứng thật. Thì mình mới thấy hình như là người ta thích thật. Hình như là nó đẹp thật. Đúng rồi, nó đẹp thật rồi. Thì có một cái ông kiến trúc sư luôn, cậu chắc chừng lanh quanh cỡ 30 tuổi, cậu đi ngang và cậu đứng và cậu khóc, cậu đứng cậu nhìn cái Big Ben một hồi, cái cậu chảy nước mắt, cái cậu lắp bắp. Cái mình rất là hoảng, không biết tại sao mình mới ra mình hỏi là có vấn đề gì vậy. Nó kêu cái này là hỏi là ai làm. Thì sau khi mình giới thiệu xong thì cậu bắt tay bắt chân rất là tình cảm, xong cậu kêu là tôi không ngờ là có một cái mô hình nó đẹp tới cái mức như vậy.
cậu là kiến trúc sư mà cậu là người Pháp. Cậu từ Pháp cậu qua Anh để cậu đi coi cái triển lãm đó. Một cái loại hình cậu chưa thấy bao giờ mà nó tạo ra một cái ấn tượng về thị giác rất là mạnh đối với cậu đấy. Nó ra cậu xúc động quá, cậu chảy nước mắt là như vậy. Cái phản ứng của cái người xem như vậy á, nó làm cho mình có thêm nhiều cái động lực, có thêm nhiều cái tự tin. Ngoài cái việc mà mình đã vô được bảo tàng rồi ra thì những cái người ở ngoài á, người ta đánh giá cao, mình tự tin để mình làm tiếp những cái công trình khác. Cái tác phẩm của mình cũng đạt được, cũng nhận được cái kỷ lục, xác lập kỷ lục. Mình có bao nhiêu cái tác phẩm được xác lập kỷ lục trong nước và ngoài nước ạ? Có được 5 cái kỷ lục rồi. Dạ. Một cái kỷ lục thế giới cho cái loại hình nghệ thuật này. Dạ. Một cái kỷ lục châu Á cho cái tác phẩm Vũ trụ Mạn Đà La. Dạ. Tác phẩm đó là một cái tác phẩm rất là thú vị, một tác phẩm cộng đồng quy tụ gần 400 người làm. Nói về cái gì ạ? Nội dung truyền tải là gì ạ? À, cái đấy nó là một cái tác phẩm thiện nguyện. Nó là một cái Mạn Đà La nằm ở trung tâm. Xung quanh nó là những cái chữ của cái bài chú Đại Bi, rủ mọi người cùng làm, truyền cái năng lượng tích cực của mọi người vào. Sau đó mình đấu giá cái tác phẩm đó, mình lấy tiền để mình ủng hộ cho các con. Các con ở đây là những bé mồ côi. Tại vì mình đang nuôi rất là nhiều bé ở trên chùa. Từ lúc bé xíu, bây giờ tụi nó cũng lên cấp 3 rồi. Cái sự giúp đỡ của mình á, đối với các con á, thì nó trả được bao nhiêu cả một tháng như vậy cũng không đáng cái gì cả. Làm ra một cái gì đó có thêm cái kinh phí ha, để mình giúp đỡ được cho tụi nó thì có phải là tốt hơn không? Thì ra mình mới nghĩ ra cái tác phẩm đó là như vậy. Và rất là nhiều người tới, người ta tham gia rất là hào hứng. Là hơn 400 người đó là tới để mà xỏ tâm rồi này kia phụ nữa hả? Đó. Còn lại là 3 cái kỷ lục Việt Nam nữa. Rất là tuyệt vời ha. Năm 2012, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long sáng lập ra nghệ thuật Boart, một dòng nghệ thuật tạo hình mới kết hợp giữa kỹ thuật các laser, độ chính xác cao và nghệ thuật tâm gian truyền thống của Việt Nam. Hơn 10 năm mày mò và sáng tạo, Hoàng Tuấn Long đã cho thế giới nhìn thấy Việt Nam qua những mô hình tâm gian nghệ thuật về kiến trúc nổi tiếng như Chùa Một Cột, Ngọ Môn Huế, chợ Bến Thành. Mỗi sản phẩm sử dụng hàng chục ngàn đến vài trăm ngàn cây tâm gian, hoàn thành trong nhiều tháng. Tùy thuộc vào mức độ cầu kỳ của các tác phẩm, sáng tạo của kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long không chỉ đơn giản là ghép nối các cây tâm lại với nhau, mà là một bài toán ứng dụng công nghệ nghiêm túc. Vì lẽ đó, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long đạt được 5 kỷ lục, trong đó mô hình Chùa Một Cột đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập vào năm 2016. Đến năm 2020, anh được Liên minh Kỷ lục Thế giới World King công nhận là người làm nhiều mô hình bằng tâm gian và Mika nhất. Mới đây, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long tiếp tục thể hiện niềm đam mê dành cho tâm gian khi tác phẩm tâm gian nghệ thuật Vũ trụ Mandala. Phía ngoài cùng là vòng tròn được cách điệu từ cánh hoa sen, vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á. Cái nguồn cảm hứng đó từ đâu mà mình có để mình tiếp tục tái tạo, hay là vừa xong cái này mình lại ấp ủ một cái khác, hay là anh có một cái kế hoạch là ví dụ như một năm mình sẽ làm bao nhiêu, hay là có đó là tùy theo cảm xúc? Câu hỏi này cũng thú vị đây. Nó thực ra là như vậy, cảm xúc nó là bất chợt, và cũng may mắn là cảm xúc nó khá là dồi dào, nên ra nó cứ cái cảm xúc nó ùa tới là mình nhảy xuống, mình vẽ ra và làm liền. Kinh phí nó bắt nguồn từ đâu để mình làm những cái này, hay là mình có tính dự tính trong tương lai mình sẽ thương mại hóa để mình kinh doanh hay không, bởi vì đó là một cái mô hình đặc biệt? Thì hiện giờ đang tay này nuôi tay này. Có nghĩa là mình dùng cái nghề kiến trúc của mình nuôi lại nó, bắt đầu nó phải nuôi lại cái thằng bên này. Thằng bên này là bây giờ yếu rồi. Sắp liệt. Tại sao không có làm gì hết trơn? Tại sao chị biết tại sao nó như vậy không? Tại vì thực ra cái sở trường của mình á là thiết kế khách sạn, học thạc sĩ là về quy hoạch du lịch, nhưng về Việt Nam á thì hầu như không có cơ hội làm nhiều nữa đâu, mình làm về khách sạn là nhiều. Nhưng mấy năm vừa rồi là chị cũng thấy cái tình hình cái khách sạn như thế nào rồi, nên ra hầu như mình không còn làm về cái đó nữa. Trước giờ á mình không xem cái môn nghệ thuật này là một cái nghề, mà mình xem nó là một cái nỗi đam mê của mình. Chính vì mình xem nó là một cái việc, cái niềm đam mê, cái lửa nó mới còn nhiều như vậy. Nếu mình xem nó là một cái nghề mà cái nghề đó mình làm không tới ấy, thì có lẽ là nó tắt mất rồi. Nhưng cái đó chính là cái đam mê của mình.
càng lúc mình lại càng nghĩ ra mình làm cái này. Mình làm thì mình sướng, mình ngồi mình ngắm nó, mình khoe cho mọi người, chứ không phải là mình bán nó đi. Cái kinh nghiệm mình chưa nhiều, mình bán cái này đi, nhiều khi mình bán không được. Bán không được thì mình sẽ nản, và dần dần là mình sẽ chán và sẽ tắt mất cái lửa đó đi. Có rất là nhiều người, người ta đã nói là ồ Long, thậm chí ở nước ngoài nhé, ở Mỹ nhé, người ta cũng nói là như vậy, tại sao cậu không thương mại nó đi? Cái loại hình nghệ thuật của cậu là duy nhất trên thế giới, cậu không có ai cạnh tranh, nó quá là thú vị, nó quá hay đi, tại sao không thương mại? Thì mình cũng trả lời tất cả mọi người chỉ có đúng một câu thôi: tôi không biết làm thương mại. Mình làm một cái tác phẩm thì mình phải làm tới cái khi nào mà mình cảm giác là nó đẹp, nó đạt cái yêu cầu về thẩm mỹ của mình mới dừng. Còn nó mà chưa tới á, là mình không chịu, dục bỏ. Nhưng nếu mà thương mại á, thì nó sẽ không làm như vậy được. Thương mại là mình phải nghĩ khác, đúng không? Mình phải nghĩ là ôi thôi làm sao cho nó nhanh nhanh một tí này, làm sao cho nó đơn giản này, làm sao cho nó dễ bán này, làm sao cho nó dễ làm. Có lẽ là bây giờ á, là cái lúc mà mình đã đủ cái kinh nghiệm để mình kéo hai cái con đường này đi, nó vào vậy được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có khả năng mình tạo ra một cái món đồ nghệ thuật sát gần với thương mại được. Là như vậy, đủ kinh nghiệm rồi. Yeah. Tại vì cũng bao nhiêu năm mình làm rồi. Đó, nên ra bây giờ chắc là chín rồi. Đến lúc là mình phải làm thương mại thôi. Đúng. Khi mọi người thấy những cái công trình lớn, những công trình nằm ở bảo tàng, những công trình các thứ, thì họ rất là muốn có được những cái đồ nhỏ nhỏ từ boạc để họ làm kỷ niệm. Khi mà cái tác phẩm của mình là nhiều nơi trên thế giới họ biết được rồi á, thì ví dụ họ muốn nhái, họ làm theo mình thì họ có làm được không? Người ta đã muốn nhái á, thì kiểu gì người ta cũng sẽ làm được thôi. Hay là mình có ý định mai mốt mình truyền nghề gì không? À không, như thế này. Một cái nghệ nhân vậy đó, mình phải truyền nghề chứ. Cái việc truyền nghề á, là mình sẵn sàng. Yeah. Mình không có giấu, mình luôn luôn mình nói, mình tạo ra những cái mô hình và cho các con ở trên chùa làm. Để mình tìm ở trong cái những cái có đứa cái hạt đó, giống nào không, đúng không? Xem có đứa nào nó có cái sự yêu thích gì đấy về nghệ thuật hay không. Nó thích thì mình truyền lại cho nó làm. Mình được công nhận là mình thỏa mãn rồi, mình hạnh phúc rồi. Yeah. Mình hạnh phúc rồi. Sắp tới ấy, thì mình đang có khoảng ba cái kế hoạch cho cộng đồng nhiều hơn. Thì mình đang muốn làm một cái tác phẩm cộng đồng. Cụ thể ở đây là mình sẽ làm một cái bản đồ của Việt Nam mình. Tính chất nghệ thuật, cái đó là đương nhiên ha. Tính địa lý, lịch sử, văn hóa, dân tộc và giáo dục. Cái tính cộng đồng nữa là đương nhiên rồi. Thì tại sao đó là như vậy? Chị đoán là khoảng bao nhiêu người làm? Ây da, tôi nghĩ chắc là sơ bộ ha, từ Nam chí Bắc chắc cũng phải 2.000 người quá. Mình đang nghĩ trong đầu là nó vào khoảng 10.000 người. Wow. Cái tác phẩm đó nó sẽ có hơn 100.000 cây tâm. Và nó cao khoảng 3 mét. Cái bản đồ đó rất là lớn. Mình muốn làm cái này để mình lan tỏa cái tinh thần dân tộc của Việt Nam, lan tỏa cái tinh thần tới cho các trường học. Mình sẽ kéo tới các cái trường học. 3 mét mấy hả? Tại vì cái bản đồ của mình làm là bản đồ duy nhất, có lẽ là như vậy, ở Việt Nam thể hiện được địa hình cao đúng thấp rồi, đúng rồi, của Việt Nam. Tức là các tỉnh cao độ khác nhau. Chứ cái bản đồ hiện giờ chị thấy là nó thì là bản đồ một mặt, đúng rồi, nó flat thôi, đúng không? Yeah. Đấy, còn của mình tại vì nó là Tam Giang, nó là đúng có rồi. Thể điều chỉnh được cái đó từ mũi Cà Mau cho tới miền Trung, tức là Gia Lai, Kon Tum, Cao Nguyên, Đắk Lắk gì đấy, nó 10 cao 10.000 người, nhưng mà phải dự kiến trong thời gian bao lâu nữa? 10.000 người đó, thì cái kế hoạch này á là nó sẽ kéo đi ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó sẽ đi tới những cái điểm khá là quan trọng, ví dụ như đi vô một vài trường học, một vài trường đại học, nhà thờ Đức Bà, ủy ban nhân dân thành phố, phố đi bộ giải khá vậy, để cho mọi người cùng tham gia cùng làm. Sau đó mình kéo ra miền Trung và mình có thể là mình kết thúc ở Hà Nội là như vậy. Nha, yeah, rất là tuyệt vời đó. Và cái thành phẩm cuối cùng á cũng có thể là mình đấu giá nó cho một nhà hảo tâm nào đấy, mình lấy số tiền đó mình lại đi donate lại cho các em. Mời làm MC nha. Nhất định nha. Mời làm MC nha, những cái chương trình vì cộng đồng. Đó là mới nói có một kế hoạch thôi nha. Nãy nói ba kế hoạch. Thôi giờ nói hai thôi. Nói hai thôi, okay. Còn cái nữa. Còn một kế hoạch nữa rất là thú vị. Cái tác phẩm này nó chính là cái nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp. Dạ. Yeah. Đó. Nó có cái gì đặc biệt? Là khi mình làm cái nhà thờ này xong á, thì mình sẽ tặng cho nhà thờ Đức Bà Paris tại Pháp luôn một cái biểu tượng về kiến trúc. Nó là đặc trưng của kiến trúc Gothic mà. Yeah. Rất là đẹp,
của thế giới. 2019, nhà thờ bị hỏa hoạn. Cháy, chắc là chị Tường cũng có xem cái tin đấy. Tự nhiên cái cảm xúc á, nó nổi dậy. Ok, giờ mình làm. Mình làm nó thì mình làm được cũng khá khá rồi. Nhìn nó rất là ấn tượng rồi. Thì mình mới gửi cái hình ảnh đấy qua cho cha chánh xứ của nhà thờ Đức Bà Paris. Thì cũng may mắn là mình gửi mail lại, được cha chánh xứ trả lời. Nhà thờ rất là hân hạnh khi có được cái tác phẩm đấy. Nhưng cho nhà thờ nhận cái tác phẩm đó vào năm 2024. Tức là khi mà nhà thờ khánh thành trở lại sau cái trận hỏa hoạn đó. Tức là hoàn tất cái việc trùng tu đó. Yeah. Nó một cái vinh dự của một nghệ sĩ. Khi một cái tác phẩm của mình làm được nhà thờ đón nhận như vậy. Mình sẽ có hai bản. Hai bản có lưu lại ở Việt Nam nữa. Chính xác, chính xác. Tại vì cái bản đó là bản đặc biệt mà. Nên là dân Việt Nam mình phải xem được cái bản tại nước mình. Vâng, rồi. Rồi cái bản thứ nhì mình kia. Sẽ năm sau mình bắt đầu làm. Yeah. Để gửi tặng cho Paris. Với mong muốn thực hiện được nhiều tác phẩm tâm gian nghệ thuật mang dấu ấn của dân tộc Việt, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long đã thực hiện và giới thiệu đến người yêu nghệ thuật bộ sưu tập hồn Việt bao gồm 5 tác phẩm là Trống đồng Đông Sơn, Bản đồ Việt Nam, Đồng hồ Trống đồng Đông Sơn và Bản đồ Việt Nam kết hợp cùng Trống đồng Đông Sơn. Bộ sưu tập được tác giả chăm chút tỉ mỉ qua từng chi tiết nhỏ, như lời tâm tình sẻ chia, tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống của ông cha ta. Mỗi tác phẩm đều ý nghĩa riêng, giá trị riêng, lưu giữ hồn cốt dân tộc mà khi nhắc tới, nhìn thấy tác phẩm khiến ai cũng cảm thấy tự hào. Bằng sự đam mê và mong ước phục dựng lại nét hồn Việt. Điều đó càng thêm khẳng định tình yêu nước, tư duy về cội nguồn được khởi từ tâm. Đằng sau những cái thành công hồi nãy giờ mình nghe mười mấy năm nó khó lắm quý vị ơi. Rất là nhiều cái rắc rối rồi kinh phí đâu rồi tiền bạc đâu. Bây giờ mình mới hỏi tới cái vấn đề là đằng sau cái sự thành công đó chắc chắn phải có những cái người hỗ trợ mình. Nên là Tường muốn hỏi một chút xíu về gia đình riêng của Long thì như thế nào? Mình cũng có một cái sự may mắn. Cái đó là gia đình ấy, là ủng hộ hoàn toàn. Ba mẹ, cho tới vợ, cho tới con. Đặc biệt vợ không bao giờ hỏi tại sao làm này hoài, không thích tiền bạc gì đâu, không bao giờ có một câu hỏi như vậy cả. Chỉ cần anh làm anh thích là được. Đó là một sự động viên rất là lớn. Tại vì bao nhiêu năm trời mình làm, mình chỉ có tốn tiền thôi, cứ lấy tiền túi ra thôi. Đó, thậm chí đi nước ngoài, đi triển lãm, tại vì đi khá nhiều nước trên thế giới rồi. Nãy giờ nghe kể đó, đi quá trời như vậy. Rất là cảm ơn gia đình đã ủng hộ hết sức như vậy. Như Long là có được mấy cháu nè? Là có hai đứa con. Bao nhiêu tuổi? Con trai. Ồ, bao nhiêu tuổi? Một đứa 14 và một đứa 16 tuổi. Tụi nó đi theo khoa học. Tụi nó thích về khoa học hơn. Đó, hỏi bây giờ có muốn đi làm kiến trúc sư kêu không? Thế thì hiện tại bản thân mình làm nhiều thứ như vậy cho niềm đam mê, cho cộng đồng, cho xã hội. Bản thân anh mình có cảm thấy là mình đang hạnh phúc hay không? Và ý nghĩa của hai từ hạnh phúc đó là như thế nào? Mình lúc nào cũng nghĩ mình là người hạnh phúc cả. Kể cả những cái lúc mà mình đau khổ nhất, đen tối nhất, mình cũng nghĩ mình là người hạnh phúc. Mình đã có một cái giai đoạn cực kỳ khủng khiếp trong cái dịch Covid vừa rồi. Cả nhà bị Covid. Thì mẹ đã không qua khỏi trong cái mùa Covid đấy. Và bản thân mình á, thì nằm trong ICU. Mình nằm viện hết một tháng, nằm ICU cũng đã mấp mé rồi. Cũng đã mấp mé cái làn ranh đó rồi. May hồi phục được. Thì cái thời gian đó là cái thời gian kinh khủng nhất từ xưa đến giờ. Nhưng mình nghĩ một người ra đi lúc nào cũng muốn là những người ở lại không quá đau thương, những người ở lại được hạnh phúc. Từ cái câu chuyện của mẹ, từ cái tình cảm của mẹ mà mình đã hiểu được, thì mình bắt đầu mình biến nó thành cái động lực để mình làm ra những cái tác phẩm mới nữa. Thì chính cái tác phẩm nằm ở trong bệnh viện á, mình làm là một trong những cái tác phẩm nổi tiếng nhất của mình. Cái tác phẩm đấy chính là tác phẩm Hồi Sinh. Tác phẩm đó là mình làm để kỷ niệm về người mẹ đã mất của mình rồi. Tuy rằng là mẹ đã ra đi như vậy, nhưng trong đầu á, mình nghĩ là
chị mẹ chỉ đi đâu đó thôi, đi vắng thôi, mình làm gì mẹ biết hết á, phải ngoan như chưa đó, nên ra như vậy. Đối với mình á, hạnh phúc mới là cái gì? Là khi mình còn được nhiều người quan tâm, mình còn được nhiều người nghĩ tới, và mình còn làm được những cái việc có ích. Cũng thay mặt cho chương trình đồng cảm và chia sẻ với những mất mát mà gia đình mình đã phải trải qua trong cái đại dịch. Và chúng ta là những người may mắn, những người ở lại, thì trên vai mình sẽ gánh vác nhiều cái trách nhiệm hơn, mình phải làm nhiều thứ hơn, và đặc biệt là mình phải càng lan tỏa nhiều cái năng lượng tích cực hơn để tạo ra những cái giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Xin cảm ơn chị Cát Tường, cũng xin cảm ơn chương trình đã cho Long cái cơ hội được tới đây chia sẻ những cái tâm tư tình cảm về cái câu chuyện cái nghề của mình. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn lắng nghe và đồng hành cùng với tất cả những câu chuyện, những mảnh ghép, những cái bức tranh rất là đẹp về cuộc đời của những nhân vật mang đến cho chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu vào tuần sau nhé, 20:05 thứ bảy, và được phát sóng lại vào lúc 15:35 chủ nhật và thứ năm của tuần kế tiếp trên kênh TTV 11. Và chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bây giờ thì Cát Tường và kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị.